Ngày hôm nay, ngày 10 tháng 8, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Đà Nẵng, công tác chuẩn bị cho đợt tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho hơn 7.000 công dân trên địa bàn quận Cẩm Lệ, Hải Châu và huyện Hòa Vang được gấp rút hoàn thành, sẵn sàng cho đợt tiêm chủng lớn. Lãnh đạo Sở Y tế thành phố đã tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Đà Nẵng và đặc biệt chú ý các yêu cầu về giãn cách tại khu tiếp đón, hướng dẫn khai báo y tế, khu vực chờ trước tiêm chủng, bàn khám sàng lọc, bàn tiêm, khu vực theo dõi sau tiêm chủng và công tác xử lý cấp cứu trong trường hợp cần thiết. Công tác tiêm chủng sẽ được tổ chức theo nguyên tắc một chiều nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Đợt này, hơn 7.000 công dân làm việc tại các doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp Hòa Cầm, khu công nghệ cao, khu công nghiệp tập trung nằm trên địa bàn quận Cẩm Lệ và huyện Hòa Vang, công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ và công ty cổ phần dệt may 29 tháng 3 sẽ được tiêm vaccine ngừa COVID-19 mũi 1. Đây là những công dân làm việc trong các công ty sản xuất, cung cấp các dịch vụ thiết yếu. Như yếu tố nguy cơ, các doanh nghiệp cần có vai trò đảm bảo chuỗi cung ứng thuộc tuyến đầu trong thúc đẩy phát triển kinh tế. Đợt tiêm chủng dự kiến được thực hiện từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 8 năm 2021.